Có gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đại diện của 37 cơ quan ngoại giao của các quốc gia trong khu vực, các tham tán kinh tế thương mại, các hiệp hội doanh nghiệp khu vực châu Âu, châu Mỹ đã tham dự buổi gặp gỡ đối tác châu Âu, châu Mỹ năm 2022 do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên cho biết, chương trình nhằm mục đích tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và làm sâu sắc hơn mối quan hệ với các đối tác châu Âu, châu Mỹ là cơ hội để Bộ Công Thương cập nhật, gửi gắm các thông điệp về chính sách, kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu, châu Mỹ trong bối cảnh cùng hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các đối tác trong nước và quốc tế, trong đó có đối tác khu vực châu Âu, châu Mỹ, nhất là sự ủng hộ giúp đỡ của các đại sứ tham tán kinh tế, thương mại, đại diện các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp các nước để Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế, khai thác hiệu quả các khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các hiệp định thương mại tự do phục vụ thiết thực cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, xuất khẩu đã được trưng bày. Đây được coi là một điểm nhấn quan trọng với mục đích quảng bá và giới thiệu về năng lực sản xuất, các sản phẩm có thế mạnh của ngành công thương nói riêng và Việt Nam nói chung.